Sư cho con hỏi là Phật giáo quan niệm như thế nào về tình yêu đôi lứa và cách để yêu thương một người đúng đắn theo tinh thần Phật giáo. Và sư cho con hỏi là khi mình bị ai đó khiến mình khổ đau trong tình yêu thì mình nên xử sự với người đó như thế nào? Nên xa lánh tránh né hay vẫn tiếp xúc bạn bè như bình thường, vì khi con mới bị như vậy, con đã từng có một khoảng thời gian dài sống trong căm phẫn. Đó thì cũng nóng nè, cái này nóng nóng cho người yêu nè. Đó. Tuy đã thôi thúc chánh niệm và thiền tập, nhưng đôi lúc những tư tưởng đó vẫn vây kín con chìm trong suy tư, không biết nên xa lánh hay bình thường với người đã khiến mình đau khổ. Con kính tri ân sư. Ở trong kinh Tạng á, bây giờ thì khi quý vị hỏi thì sư mới thấy một vấn đề thú vị như thế này nè. Vào thời Phật á, không có cái chuyện mà yêu nhau mà có thể trải qua một giai đoạn yêu nhau lâu dài 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, không có. Ưng nhau là lấy thôi. Ông tin để ý kỹ coi, không hồi hồi nó hỏi Đại Đức Đại Tường có phải không, ưng cái bụng là lấy thôi. Nhìn thí dụ như Bồ Tát của mình thấy bà Gia Du Đà La, ưng là lấy thôi, chứ không có cái vụ mà tìm gọi là yêu đương rồi giận hờn rồi này nọ kia. Thì có lẽ đó, có lẽ ba cái vụ mà yêu trai gái yêu đương nhau là nó kéo dài như vậy nè. Thứ nhất, nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái chuyện là mình chỉ muốn hưởng thụ chứ mình không có muốn chịu trách nhiệm. Bởi vì việc kết hôn nó ràng buộc bởi trách nhiệm. Nó không có giống như chuyện nam nữ tìm hiểu nhau. Nam nữ tìm hiểu nhau thì thích thì ở với nhau, còn không thích thì bỏ nhau. Nó không có ràng buộc bởi trách nhiệm. Nhưng hôn nhân nó khác. Hôn nhân là ràng buộc bởi trách nhiệm. Thành ra là hồi xưa ở trong kinh Tạng thì sư thấy là đôi lứa chịu trách nhiệm với mình, tức là ưng nhau là lấy, là phải chịu trách nhiệm, chứ không có cái vụ như bây giờ. Rồi cái thứ hai nữa, nó thể hiện cái chuyện là mình nó hơi kỳ, là mình không có thủy chung. Thủy chung là cái gì? Thủy chung là trước sau như một. Không phải cái người mà hai mặt như bức tường ấy. Mà thủy chung là hồi trước tôi chọn người này là sau tôi cũng ở với người đó, chứ không có cái chuyện mà tôi phải yêu thử vài ba người để tôi biết là ai là cái người thích hợp để tôi lấy lập gia đình thì không có. Tức là tôi không chọn thì thôi, chứ còn tôi đã chọn rồi là chỉ có một người thôi. Thành ra hồi xưa là nói thẳng là ở trong kinh Tạng thì cái tính thủy chung á, nó cao hơn bây giờ. Thành ra là ngay cả trong kinh Tạng cũng không có cái chuyện là ăn cơm trước kẻm nữa. Tại vì như đã nói đó, ưng nhau là lấy thôi, thì làm gì có chuyện là trong giai đoạn tìm hiểu là mình thử hết trước rồi mình mới quyết định sau. Không có. Hồi xưa không có chuyện dùng thử. Ưng là lấy. Cho nên mà quý vị hỏi là cái quan điểm về tình yêu đôi lứa thì sư cũng không chắc là ở trong kinh Tạng nó có. Mà nếu như quý vị hỏi thì nó chỉ có một cái nó gần giống như thế. Đó là gì? Ái là khổ. Và nó khớp với lại cái trường hợp này. Nó khớp với trường hợp câu hỏi này. Rõ ràng nhìn là biết ái là khổ. Ái là nhân sanh khổ. Không còn ái là không còn khổ. Đơn giản thế thôi. Mình chỉ cần mình suy tư, ái là khổ. Còn tại sao mình biết mà mình vẫn khổ? Là do tâm của mình tu tập chưa tới nơi tới chốn. Khi mà tâm của mình được tu tập tới nơi tới chốn thì mình sẽ vượt qua được. Thành ra là thôi thì cứ tham gia khóa thiền. Như là mấy bà mấy cô khi mà chồng bỏ chồng chê, chồng mê vợ bé, thì đó cũng là một cơ hội để tới chùa. Thì phải nói là cảm ơn ông chồng, cảm ơn vì ông ngoại tình mà tôi có cơ hội là tôi đi vô chùa.
Đó cũng là một cách thưa quý vị nha. Mọi thứ ở đời đều có nhân duyên. Còn ở trong kinh thì chỉ nói đến trách nhiệm đối với bạn đời, tức là người mà mình kết hôn, chứ không có cái vụ mà trai gái yêu nhau ăn ở với nhau mà chưa kết hôn thì không có. Chỉ có trách nhiệm đối với bạn đời của mình. Thì có rất nhiều bài kinh và sư đã làm một cái video là làm sao để có một cái gia đình hạnh phúc á. Hình như là ngay quý vị bấm vào ở trong kênh YouTube sư Hạnh Tuệ, là cái video nó nằm ở trong sư, như là sư dính nó ở trong cái trang chủ luôn, vô trang chủ là thấy. Cái cách như thế nào trách nhiệm của mình để có được một gia đình hạnh phúc, nó có. Tuy nhiên thì cái đó là nó hơi xa, bởi vì các bạn trẻ bây giờ thì thích dùng thử trước khi mua hàng. Cho nên là nó quay lại cái câu mà sư nói lúc trước, đó là ái là khổ. Chỉ đơn giản thế thôi. Mình đã chấp nhận chơi là chấp nhận chịu, chấp nhận yêu là chấp nhận đau. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức Thanh Tại, kính thưa quý vị, một lần nữa sư cũng xin xác nhận lại sự diễn giải của Đức Thanh Tại rất là chính xác, thưa quý vị. Xác ở ngay cái điểm đầu đó, là vốn dĩ những cái tình yêu ái luyến giữa nam nữ đó, ở đây mà đây ở trong câu hỏi đề cập nè, thì vốn dĩ quý vị cũng hiểu rõ nha, hiểu rõ vì trong pháp cú á, quý vị tìm cho sư cái phẩm mà như sư nhớ là như cái phẩm ái sao đó, trong chẩm á đó. Đó nó có hàng loạt cái câu chuyện mà liên quan đến là giống như là công cái công bị công tử đó, công tử đó là nói chung là bị tình yêu, nói chung bị hướng về tình yêu đó, mà toàn thấy toàn đau khổ, mà đau khổ này nọ cái kiểu đó. Rồi xong khi gặp Đức Phật, ngài mới nói ra, nó giống như là dục ái sinh sầu u, dục ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi khỏi dục ái không sầu đau sợ hãi đó, hay là ái luyến sinh sầu u, ái luyến sinh sợ hãi, ai thoát khỏi ái luyến không sầu đau sợ hãi. Nguyên cái phẩm ái, thưa quý vị, nên đọc nha, nên đọc những cái câu pháp cú và xem chú giải tất cả các câu chuyện ở trong phẩm ái đó, thì phần nào quý vị sẽ thông thông đó, thông não về cái chuyện tình yêu. Và một điểm nên, và cái điểm này quan trọng mà tôi nói để Đức Thanh Tại đó chính xác nè, đúng thưa vị, ngay trong ở trong tinh thần mà kinh tạng á, tam tạng kinh điển Pali, rất là rõ ràng Đức Thế Tôn ngài chỉ đưa ra cái lời khuyên đến cái đời sống mà vợ chồng, chỉ đưa sao sao lời khuyên đời sống vợ chồng, thưa vị. Quý vị muốn hiểu cái điều này, muốn rõ không á, quý vị tìm cho sư cái quyển mà những lời Phật dạy của Tỳ Kheo Bố Thí mà tác giả dịch đó là Bình Đăng Sơn đó. Đó, dịch. Thì trong đó cái phần mà rõ ràng trong Phật, cái phần mà nói về gia đình nè. Rồi nói về bổn phận cha mẹ con cái cha mẹ nè. Đó, như phần số 2 nè là cái phần mà nói về vợ chồng. Nói về vợ chồng là sao? Là ở đây đề cập những bài kinh, giống như cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngày thuyết về này, gia chủ có bốn loại sống chung, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ, rồi đê tiện nam sống chung với thiên nữ đó, rồi thiên nam sống chung với đê tiện nữ, và thiên nam sống chung với thiên nữ. Đây là một bài kinh trong Tăng Chi nè, mình đề cập ở trong quyển những lời Phật dạy của Tỳ Kheo Bố Thí đó. Đúng không? Rồi lại cũng liên quan tới đời sống hôn nhân gia đình. Liên quan rồi cái bài kinh mà liên quan đến cha mẹ ná cú lá ma ta, thưa quý vị, là hai vợ chồng này đến hỏi là làm sao để tụi con trong cái hành trình sinh tử luân hồi, trong cái hành trình giải thoát cho sự luân hồi, là chúng con làm như thế nào để được gắn bó nhau, giúp đỡ nhau trên suốt hành trình sinh luân hồi vậy đó. Đó thì Đức Phật cũng dạy dạy lại dạy bốn pháp đó, là tính giới trí tuệ đó. Rồi trong đây nó có một bài kinh này rất là hay nha, cái đề cập đến bài kinh rất hay, là bài kinh bảy hàng vợ đó. Bảy hàng vợ
À, liên quan đến con dâu của ông Cấp Cô Độc thì rõ ràng là cái lời Đức Thanh Tuệ nói là rất là chuẩn xác thưa quý vị. Ở đây thì sư cái phần đó là như xong ha. Bây giờ sư sẽ nói về cái vấn đề mà quý vị hỏi là gì. Và sư cho con hỏi là khi mình bị ai đó khiến mình đau khổ trong tình yêu thì mình nên xử sự với người đó thế nào ạ? Bây giờ đừng có nói khía cạnh tình yêu, thì nói khía cạnh chung luôn đi. Chung là nói tình yêu nên nó hạn hẹp quá, mà nó là ở đây nó sao? Và sư cho con hỏi khi mình bị ai đó khiến mình khổ đau, làm cho mình nó khổ đau á, lẫn thân lẫn tâm ngay trong cuộc sống này, nó nói rộng gì luôn đi, nó bao hàm gì luôn đó, nó bao gồm là tình yêu, công việc, gia đình này nói kiểu đó, vân vân, bạn bè đó, thì mình nên xử sự người đó thế nào ạ? À? Là nên xa lánh, là thứ nhất nào nên xa lánh nè, hay là nên né tránh nè, là thứ hai nè, hay là vẫn tiếp xúc như bạn bè bình thường đó. Thì sư cho cái lời khuyên nha, cái lời khuyên á thì mình nên thế nào ha, là để trong cuộc sống mình á, mình vượt qua được, mình đủ nghị lực để mình qua vượt qua được những cái khổ đau về thân lẫn tâm ngay trong cái kiếp sống này, ngay trong kiếp sống hiện tại này, mà thậm chí cái khổ đau mà nói là cái khổ mà khổ khổ đế đó, khổ 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 hay hành khổ hoại khổ đó. Đó, trong suốt hành trình tư tưởng luân hồi thì chúng ta nên nên xa lánh nha, và cũng không nên xa lánh, và nên né tránh mà cũng không nên né tránh, và nên tiếp xúc như bạn bè bình thường và cũng không nên tiếp xúc như bạn bè bình thường. Mà muốn được cái muốn 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 tầm làm sao mà hiểu được sáu cái ba cái vế này nè, và thành chia chia, chia thành sáu cái để mình hiểu được đó. Nên lúc nào nên, lúc nào nên, căn bản là tóm gọn là lúc nào mình nên và lúc nào không nên, đúng không? Thì phải làm sao vì thì vì phải tập đó. Ngay bây giờ, ngay lúc này và liên tục không gián đoạn, mình sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác, quý vị. Đời sống chánh niệm tỉnh giác tính chính là trên tinh thần bài kinh mà tứ niệm xứ đó, tức là mình bắt buộc cái này, phải bắt buộc nè, bắt buộc mình phải theo đúng tinh thần bài kinh tứ niệm xứ, tức là mình thực hành thiền vipassana. Thật sự quý vị có hỏi những cái câu mà nó thiên về khía cạnh thiền không, mà đó chứ không phải quý sư quảng cáo thiền, hiểu không, quảng cáo về khóa thiền đó. Nhưng thì quý vị biết là Đức Thanh Tuệ cũng sắp tới, còn như còn 2 ngày đó một khóa thiền đó. Thì suy nghĩ đây là cơ hội để mình đó, sống chân thật, sống thật với thân và tâm mình nhất. Tại khi mình sống thật với thân và tâm mình đó, thì lúc đó đó là mình luôn sống với chánh niệm tỉnh giác. Mà khi mình sống với tỉnh giác đó, thì ngay ngay trong đời sống này nè, những cái khổ đau đó, về thân tâm nó đến với mình đó, thì mình sẽ biết đó, lúc nào đó, là nên xa lánh, lúc nào không nên xa lánh, lúc nào nên né tránh, lúc nào không nên né tránh, và lúc nào nên tiếp xúc như bình thường và lúc nào không nên tiếp xúc như bình thường. Thì khi mình hiểu cái gì nên không nên là rõ ràng là quý vị lúc nào cũng luôn sống với cái thành thần mà lạc quan, đúng không ạ? Đúng không? Những cái khổ đau á, những khổ đau đây là chính là những cái phiền não, nó không chi phối quý vị, nó ngay trong hiện tại và ngay trong những cái kiếp mà tương lai. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ là các sư đã cho quý vị cái thông tin cần thiết rồi. Hãy suy tư sự hướng dẫn của các sư và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.